Con muốn hỏi sư cô về vấn đề từ thiện ạ. Có những từ thiện chuyển tiền về cho dân, nhưng người ta nói rằng từ thiện thì mình đi trực tiếp từ thiện, chứ chuyển tiền thì ở trên người ta ăn, xuống lần tới tay dân thì chỉ còn vài hào hoặc gói mì tôm. Qua những đợt bão lũ, dịch bệnh, thiên tai, khó khăn này kia thì các cấp chính quyền lại giàu lên, còn nhân dân thì nhận không bao nhiêu. Như vậy muốn chuyển tiền cho các cấp thì cũng quan ngại, đúng không cô? Câu này trên lý thuyết là đúng. Nhận định này là nhận định trên lý thuyết, nhưng mà thực tế thì đâu phải vậy đâu. Có nhiều nơi cũng rất là liêm chính mà. Mình phải nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Không có thể có một cái câu quy nạp cho tất cả mọi cái trường hợp được, đúng không? Thật ra mình, người dân như cái đợt vaccine vừa rồi đó, vaccine tiêm phòng Covid, cô nói một ví dụ đi ha, đơn giản thôi. Có cái sự vận động của nhà nước cho ủng hộ tiền cho cái vaccine phòng Covid, thì người này người kia cũng phản ứng quá chừng là chắc gì đã tới tay dân, vân vân và mây mây. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy là tất cả người dân đều được tiêm vaccine mà, phải không? Cuối cùng là tất cả người dân đều được tiêm vaccine và miễn phí, đúng không ạ? Vậy cho nên không phải nói là lúc nào cũng không liêm chính cả, hoặc lúc nào cũng có vấn đề cả. Từ thiện thì cái lòng từ nó đi với trí tuệ, mình nghiên cứu cho kỹ, mình thấy tin tưởng thì mình góp sức vào các cái cơ quan chính quyền, người ta có một cái ban bệ để làm việc chuyên môn nó hiệu quả. Thậm chí có những cái đợt cứu trợ mà đi vào vùng sâu, vùng xa hoặc là vùng lũ lớn, nếu mà người không có chuyên môn đi vào rất là dễ bị tai nạn, tức là chính bản thân mình cũng mất mạng, hoặc là chính bản thân mình gặp tai nạn phải cần cứu hộ nữa, chứ mình chưa cứu được ai, chưa giúp được ai. Không phải lúc nào mình cũng xông vào là thành tựu, hoặc là thậm chí xa xôi quá mình cũng đâu có làm được đâu. Giống như vừa rồi, năm trước mà Việt Nam miền Trung bão lũ rất là nghiêm trọng, ở bên này sư cô cùng bà con Phật tử Việt Nam mình xa xứ ở đây rất là xót ruột, ngày ngày theo dõi tin tức mà xót ruột vô cùng. Nhưng mà đâu cách nào mà bay về Việt Nam mà giúp được đâu, thì cũng phải thông qua các cơ quan ban ngành hoặc là các cái tổ chức từ thiện xã hội mà mình thấy là mình tin tưởng, để nhờ quý thầy quý sư cô làm giúp cho mình, chứ không phải lúc nào mình cũng đi được đâu. Hoặc là những cái xã huyện đảo mà nó bị cô lập bởi nước lũ hoặc là mưa lớn quá thì mình đâu có vô được, cũng phải có người chuyên môn mới vào được ha. Thì cho nên là mình cân đối, mình cân nhắc, nếu mình thấy cái chỗ đó mình tin tưởng, uy tín thì mình gửi thông qua cho người ta, chứ đâu phải lúc nào mình cũng tự làm được ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con muốn quy y cho cả gia đình nhưng chồng con thì sẽ không bỏ các cái tật xấu như câu cá bắn chim, này là sát sanh hại mạng ha. Chồng con chỉ hứa giảm dần, ví dụ tháng đi câu 10 lần thì giảm còn 5-6 lần. Như thế thì có nên cho chồng con quy y không ạ? Cho chứ sao không cho. Ông chịu quy y là mừng quá rồi còn gì nữa, mà ông còn chịu giảm lần, làm sao mà bỏ liền một cái tật xấu được. Quý vị thấy mấy người hút thuốc lá không? Trên cái bao thuốc lá lúc nào cũng ghi là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà cái người mua thuốc lá có ngừng mua không? Vẫn tiếp tục mua mà. Cho nên cái gì giảm lần là mừng lắm rồi. Ông đi câu một tháng 10 lần mà bây giờ giảm xuống 5 lần là phải giảm một nửa không? Đây là một cái sự nỗ lực rất đáng được trân trọng. Đúng rồi, cho mình phải cho chồng quy y để tạo duyên chuyển nghiệp từ từ chứ ha. Đạo hữu này đừng có sợ là quy y rồi mà chồng không giữ giới được thì mang tội gấp đôi, không có. Nếu không cho ổng quy y rồi ổng không có cái giới pháp gì ràng buộc ổng hết, hàng tháng ổng đi câu cá bắn chim 10 lần đủ, có phải nghiệp ổng lớn không? Ổng cũng phải trả nghiệp đủ vậy. Giờ nhờ có quy y ổng xuống còn có 5 lần, ổng mang tội còn giảm có một nửa, vậy là quá tốt cho ổng rồi ha. Cho nên là một bước một giờ mình không có thể nào mà chuyển đổi hết các cái tật xấu, những cái tập khí của mình đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mình có ý thức đó là cái hành vi không có lành thiện, mình giảm dần thì đó là một cái nỗ lực rất là lớn rồi, rất đáng trân trọng và ủng hộ ha. Rồi, con có câu hỏi mong sư cô giải đáp. Con có xem trên YouTube thấy video 108 lạy sám hối Phật giáo Hàn Quốc, tựa đề có ghi chú là qua lời dịch của sư cô. nhưng con không thấy đề cập trong bài giảng sám hối thuộc chuỗi các bài giảng Phật học phổ thông, mà chỉ có 4 phương pháp bao gồm tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Con không biết là nếu con thực tập theo phương pháp kia thì có được không ạ? Ý là bạn nghe clip 108 lạy của sư cô đúng không? Rồi bây giờ thấy ở trong đó, ở trong các cái phương pháp sám hối thì chỉ có 4 phương pháp vừa nêu, thì không biết là cái bài dịch của sư cô nó thuộc phương pháp nào, rồi dạy lạy theo 108 lạy của sư cô dịch đó thì có được hay không, đúng không? Thật ra câu hỏi này cô nhận được 2 lần rồi ha. Sám hối là một cái pháp môn tu, là một cái nền tảng để phát triển giới định tuệ, như cô có giảng trong bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng. Đạo hữu nghe lại cái bài này ha. Thì giống như cái bình mình muốn đựng nước sạch thì mình phải xúc cái bình nó cho trong, cho sạch thì mình cái nước của mình mới sạch. Giờ mình có cái bình quá là dơ, mình chế nước vô nó cũng dơ. Mình tu pháp môn nào cũng vậy, thì mình sám hối trước cái kiểu đó, giống như là xúc cái bình cho sạch vậy đó. Thì pháp môn tu sám hối là cái pháp môn nền tảng để phát triển giới định tuệ. Thực tập theo cái cách nào cũng được, miễn thấy có tiến bộ trên đường tu là được. Nghĩa là trong cái 4 cái phương pháp sám hối vừa rồi, bạn muốn thực tập cái phương pháp nào cũng được. Nhưng mà thiệt sự nha, không phải phương pháp nào mình cũng làm được đâu. Nghe lại bài sám hối cô giảng để biết được là cái gì phàm phu mình có thể thực tập, cái gì nó thật sự là trên lý thuyết thôi, chứ mình chưa có ai làm được. Thì mình nghe lại bài đó thì cô giảng rất là kỹ. Còn về nội dung 108 cái câu nguyện đó là cái ý nghĩa diễn dịch từ cái hồng danh của các vị Phật, hiểu không ạ? Chứ không phải là tự nhiên đặt ra. Cái bản gốc của nó là bằng tiếng Hàn, dịch ra được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam. Thì bản dịch tiếng Việt Nam là do sư cô dịch, nhưng không phải tự động người ta đặt ra, mà nó trên nền tảng của những cái hồng danh của Đức Phật mà diễn dịch cái ý nghĩa. Ví dụ như mình nói là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát chẳng hạn, thì người mà không học Phật có thể là người ta không hiểu được cái chữ Thanh Lương Địa Bồ Tát đó có ý nghĩa gì, vân vân. Đó, thì cái phần này là dành cho những người mà chưa hề biết đến Phật giáo mà tham gia cái chương trình mà Temple Stay, tức là trải nghiệm cuộc sống ở chùa một ngày đó, thì người ta có thể tiếp cận, hoặc là những người mà thuộc tôn giáo bạn, những người mà không hề biết gì đến Phật giáo, người ta có thể tiếp cận Phật giáo một cách dễ hiểu hơn. Chứ không thể một ngày một đêm mà bắt họ hiểu liền cái hồng danh của 108 vị Phật đó là gì, làm sao mà giải thích hết được. Thì thay vì niệm cái hồng danh của Đức Phật thì chư vị tôn túc đã diễn giải cái ý nghĩa hồng danh đó ra thành cái câu nguyện để cho mình lạy Phật. Vậy thì tóm lại đây, cái phần 108 cái câu nguyện, lời phát nguyện để lạy Phật sám hối này nó thuộc trong cái bản hồng danh sám hối, tại vì nó là diễn giải cái ý nghĩa của những Đức Phật ở trong đó ra ha. Mình đọc kỹ thì mình sẽ thấy như vậy. Còn 4 cái phương pháp sám hối, tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối, vô sanh sám hối, cái này mình phải nghe lại cái bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng của sư cô để hiểu cái phương pháp sám hối nào phù hợp với mình ha. Câu hỏi tiếp theo. Em tên là Quế My, em là Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cho em hỏi khi mình muốn quy y cho con vật để nó chuyển kiếp thì mình trì chú như thế nào ạ? Em cảm ơn, mong nhận lời hồi đáp từ sư cô. Bây giờ muốn quy y cho con vật để nó chuyển kiếp thì mình trì chú như nào hả? Quy y là đối tượng đó phải tự thân phát nguyện, nói lên cái lời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ mình đâu có quy y dùm nó được đâu. Tức là cái lòng của mình muốn quy y cho nó. Thì đây cô cũng thấy trường hợp này nhiều. Thậm chí có nhiều người đi phóng sanh cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho mấy cái con vật đó là phóng sanh. Nhưng mà thiệt ra cái đó là mình muốn, mình thể hiện cái mong muốn cho con vật đó có duyên với Tam Bảo thôi. Chứ còn quy y, nó có lý quy y, nó có sự quy y. Nghe lại cái bài giảng quy y Tam Bảo của sư cô ha. Thì cái đối tượng quy y phải tự thân phát nguyện quy y, tự thân nói lên lời quy y Phật, Pháp, Tăng nha. Chứ sao mình quy y cho con vật được ha. Rồi. Con năm nay 20 tuổi và có yêu một người đồng giới. Hiện tại chúng con đang sống chung cùng nhau. Gia đình của đối phương đồng ý cho tụi con ở với nhau, nhưng bố mẹ con thì lại miệt thị và buông lời chửi mắng thậm tệ. Ban đầu con dùng lời khuyên nhủ giải thích, nhưng con với bố mẹ không có tiếng nói chung. Con quyết định ra ở riêng với người yêu của mình để không hỗn với bố mẹ, mắc công tổn phước. Con thỉnh thoảng về thăm và nhẹ nhàng khuyên giải với bố mẹ nhưng không được, và mối quan hệ của con với bố mẹ ngày càng xa cách. Con dọn đi được hơn một năm thì bố mẹ con chạy qua chỗ chúng con ở hiện tại và chửi cả nhà người yêu con. Chửi họ dụ dỗ con bỏ bố mẹ và quậy trước cửa nhà người yêu con, khiến gia đình người yêu con khó xử, nên con phải nhờ công an phường xuống để họ giải quyết. Vậy sư cô cho con hỏi, con làm như vậy có phải là bất hiếu không? Đối với trường hợp của con như vậy thì nên làm gì để bố mẹ con hiểu và chấp thuận, không làm phiền gia đình người yêu con nữa? Chúng con tính chuyển đi nơi khác nhưng con sợ bố mẹ lại qua chửi gia đình người yêu của con nữa. Thật ra khi sinh ra thì không có ai chọn được giới tính của mình. Thật ra giới tính của mình nó cũng là một phần cộng nghiệp của cha mẹ. Thì nếu là cha mẹ thì phải thấy được cái nghiệp của mình với con cái để mà cảm thông cho nhau, đúng không? Nhưng cha mẹ thì không có cảm thông được cái thực tế này, không có tiếng nói chung với mình, mà chỉ có áp đặt cái tư duy của cha mẹ lên con cái, thì cái phần phía cha mẹ cũng rất là không có đúng. Nhưng mà khi có mâu thuẫn xảy ra, bạn nhờ công an giải quyết cho ba mẹ khỏi làm phiền nhà người yêu á, là đúng pháp luật. Thật ra ở đây con cái lớn chưa đủ 18 tuổi nên mà nếu mà cha mẹ mà đánh chửi con cái là lập tức nó gọi cảnh sát liền luôn á. Chứ không có quyền gì, đâu phải mình đẻ người ta ra thì theo cái luật pháp ở bên này là không phải là mình sanh con ra thì mình có quyền mắng chửi thậm tệ hay là nhục mạ hay là đánh đập xâm phạm đến thân thể của cái người đó đâu, không được. Chắc chắn là cái này là sai pháp luật. Cho nên khi cha mẹ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mắng chửi cả gia đình người yêu thì gọi công an lên giải quyết, đó là đúng pháp luật. Nhưng mà đối với cái văn hóa ứng xử của người Việt thì nó có vấn đề chưa có được thỏa đáng ha. Tại vì mình có thể là người con trong gia đình, nếu mà giữ được cái hài hòa trong gia đình thì nhờ cái người lớn trong gia tộc, nghĩa là người trong thân tộc khuyên can hay hơn là nhờ chính quyền. Huống hồ là cha mẹ, vì mình mới bức xúc thì cũng là cha mẹ cố chấp thôi, nhưng mà cũng vì chấp là con mình cho nên mới bức xúc, đúng không? Cha mẹ sợ thiên hạ chê cười hoặc là thế này thế kia vân vân, thì nếu như vậy thì mình cũng kín đáo, đừng có công khai quá. Dĩ nhiên mình hơn 18 tuổi thì mình tự chịu trách nhiệm với hành vi ứng xử của cuộc đời mình, cho nên mình yêu ai, sống với ai, không ở chung nhà với cha mẹ nữa, điều đó không có gì sai trái hết trơn hết đó. Nhưng mà mình cũng kín đáo để cho cha mẹ không có phải quá vì cái hành vi của mình mà khó xử, hoặc là cảm thấy là bị dồn đến đường cùng vân vân, hoặc là bị người đời gièm pha này nọ ha. Thì sư cô ở đây thì chia sẻ chân thành với bạn, cô thì có cái nhìn rất là cởi mở. Ở đây cô cũng quen rất là nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba và cũng sống chung rất là hạnh phúc với nhau và không được sự đồng ý của hai bên gia đình. Nhưng mà các bạn cũng rất là khéo léo để cho hai bên gia đình cũng không có đến nỗi bị gièm pha, bị mang tai tiếng hoặc là bị gì đó, trong khi cái xã hội định kiến có rất là nhiều người chưa chấp nhận được chẳng hạn. Còn cái việc mà mình tách ra ở riêng, không có ở chung với cha mẹ để không có hỗn ẩu là đúng rồi. Đây là quyết định sáng suốt. Rồi mà ở chung nhà mà mình gây khẩu nghiệp, nó tổn thương đến cái lòng từ và tổn đức của mình. Do mình bất hiếu thì kiểu gì mình cũng trả quả. Thành ra mình dọn đi là đúng. Nhưng mà mình cũng ăn ở sao cho khéo léo, kín đáo, ứng xử hết sức là nhu nhuyến để cho cha mẹ không có vì mình mà bị tổn thương. Còn cái việc mà cha mẹ mắng chửi rồi mình kêu chính quyền đến thì cô nói là đúng theo luật thì mình không có gì sai, nhưng mà về tình, về lý, về văn hóa ứng xử của người Việt thì nó chưa thỏa đáng ha. Hy vọng là hai bạn có cái lối ứng xử hài hòa hơn, và trong gia đình thì mình ráng cố gắng sám hối niệm Phật, giữ lòng lành, hướng về cha mẹ để cha mẹ dần dần có cái sự cảm thông. Khi mà cái oan trái nó hết thì cha mẹ sẽ có cái sự cảm thông với mình và kết nối lại được cái truyền thông với mình. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sau khi bé con có thai, sau khi bé trước mất thì 6 tháng sau con lại có thai nữa. Nay cái thai đã được 2 tháng. Mỗi đêm con thường mặc quần áo ở nhà và để máy niệm Phật mini lên bụng cho bé của con nghe. Vậy con có mang tội bất kính khi làm thế không ạ? Mong sư cô trả lời. Con xin tri ân công đức sư cô. là chị này là bị sảy thai một lần, cho nên là khi mà mang thai đứa thứ hai thì sợ bé có chuyện gì, cho nên là lại để cái máy niệm Phật lên cái bụng của mình để cho con nghe, đúng không? Thì hỏi cô là có bất kính không? Cái này là do mình không có cái tâm phỉ báng Tam Bảo, cho nên mình không có cái tội, nhưng mà cái việc làm này nó chưa phù hợp với cái oai nghi của người Phật tử, cho nên là mình nên để cái máy niệm Phật ở trên bàn, nghe bình thường, không cần để lên trên bụng, tại vì đâu có nhất định phải để lên trên bụng thì bé mới nghe được đâu. Bé nghe qua cái mối tương quan tâm thức giữa người mẹ mà. Bé nằm trong bụng mình với cái nhau thai đó, với ứng xử cảm xúc của mình vui, buồn, nóng, giận, hờn, lẫy vì gì thì bé cũng cảm nhận được, chứ đâu phải để cái máy lên trên bụng bé mới cảm nhận đâu, đúng không? Nếu người mẹ mà bất an, người mẹ mà nóng nảy, người mẹ mà buồn bã, trầm cảm, khóc la hoặc là giận tức thì cái đứa con đó nó cũng tự cảm nhận được liền luôn, chứ nó đâu có cần phải là mẹ phải làm gì lên trên cái bụng nó thì nó mới cảm nhận được cái đó đâu. Đúng không? Cho nên là sư cô thấy là không nhất định phải để cái máy lên trên bụng, mà cứ để nghe bình thường thôi ha, là được rồi. Còn mà cảm thấy là phải để sát vô mới tin là con mình nghe thì mình có cái tai nghe đó, có cái tai nghe để trên bụng. Cô thấy các người mẹ cho con nghe nhạc giao hưởng từ nhỏ ở trong thai thì cũng để cái tai nghe lên bụng em bé đó, như vậy nó lịch sự hơn, đúng không? Rồi. Câu hỏi tiếp theo, chứ sư cô trả lời câu hỏi này nữa thôi rồi mình nghỉ nha. Cho mình nghĩ nha, tại vì dài quá mà nó cũng không có hết được nè quý vị. Câu hỏi này siêu dài luôn nè. Trả lời câu hỏi này nữa rồi mình nghĩ ha. Con có một người cha mắc nghiệp bủn xỉn rất nặng. Cha con tính toán chi ly tiền bạc với cả người ngoài và vợ con trong gia đình. Cha con không bao giờ chịu phát tâm bố thí cúng dường dù con đã khuyên rất nhiều. Con mang kinh Phật về cho cha con đọc, mong ông thay đổi tâm tính, biết làm phước để kiếp sau được nhờ. Nhưng mà cha con cũng là người thị phi khẩu nghiệp, nói những lời rất độc ác với vợ con, rủa mẹ con và anh em con là đồ dốt nát, bất tài, vô dụng, bá dơ, vân vân. Rủa mẹ con bệnh tật, ăn dầm nằm về. Thật sự mẹ con mắc bệnh ung thư rất đau đớn, phải nằm suốt 1 tháng và qua đời cách đây 2 năm. Mấy chục năm mẹ con sống với cha con và mấy anh em con cùng nhau cộng nghiệp, chịu sự dằn vặt đay nghiến của cha con. Dù mẹ con và mấy anh em con rất hiểu, biết học hành, lo làm và không bao giờ bất hiếu với cha mẹ, vân vân. Con đã từng rất đau khổ, không muốn có người cha như cha con vì con nghĩ rằng cha con không thương vợ con mà chỉ thương tiền. Nhưng sau khi trưởng thành học Phật, con ăn năn sám hối quán chiếu, biết rằng gia đình chung sống có cộng nghiệp và biết nghiệp, nên rất có thể mẹ và mấy anh em con trong đời trước đã mắc nợ cha con rất lớn, nên kiếp này phải cùng nhau trả nợ cho đến chết. Bây giờ con không còn buồn nữa mà chỉ lo cha con sau khi bỏ báo thân này thì đọa vào đường ác. Con hiện tại cố gắng làm phước để hồi hướng công đức cha mẹ quá cố và mong một ngày cha con tỉnh ngộ tu tập tích đức, vì cha con đã 64 tuổi rồi. Con chỉ muốn hỏi sư cô có cách nào hướng cho con để giúp cha con đỡ phần tội lỗi vì nghiệp bủn xỉn, tham lam và khẩu nghiệp. Con rất khổ tâm và đối với con, dù cha mẹ có đối xử tệ như thế nào thì cha mẹ cũng đều là Phật, là đại bố thí, cần phải tôn thờ, phụng dưỡng, nhưng lời con khuyên và mọi người khuyên với cha con không có tác dụng. Tóm lại là cha keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, khẩu nghiệp, trù rủa cả người ngoài người nhà, vân vân, đúng không? Không biết làm phước bố thí cúng dường gì hết. Rồi bây giờ hỏi làm sao để cho cha chuyển nghiệp được, phải không ạ? Muốn cho cha bớt nghiệp cái bủn xỉn thì phải hướng dẫn cho cha tu. Bây giờ tu bằng cách bao bủn xỉn tham lam thì cháu có bố thí mới mở ra được thôi, mà bây giờ keo kiệt bủn xỉn tham lam quá, chưa có mở tâm lớn ra được thì mình phải tập dần dần. Khuyên cha cho ông bà nội ngoại hai bên đó, mà đừng cho tiền cũng không sót ruột, cho đồ ăn, thức uống, đồ vật gì đó, vật dụng gì đó, hoặc là ví dụ mà cha có cái năng khiếu làm gỗ, làm mộc, hoặc sửa điện, sửa đóm, sửa uống nước gì vân vân, cái đó cũng là hình thức bố thí đó, bố thí cái kỹ năng mình có được đó, chứ đâu phải bắt đem tiền cho mới là cho đâu, miễn là người ta phát cái tâm giúp đỡ. Như ở đây cô có một anh Phật tử, ảnh trẻ lắm, ảnh cưới cô vợ Việt Nam, mà vợ Việt Nam của ảnh là bạn học của sư cô, mà hai vợ chồng trẻ măng vậy đó, mà rất là hiền lành dễ thương, mà anh này bị cái là không bao giờ anh biết bố thí cúng dường hết. Bạn cô rất là khổ tâm, hỏi cô làm sao bây giờ để chuyển chồng mình luôn á. Tại vì ổng nói là khi nào ổng giàu thì ổng mới bố thí được, còn bây giờ là ổng lo vợ, lo con, lo cha, lo mẹ còn không đủ, làm sao mà bắt ổng bố thí cúng dường vậy đó. Mà thiệt ra nhà không có nghèo, ảnh làm kế toán mà ảnh kiếm tiền cũng rất là nhiều, À, nhà thì đã có nhà Hàn Quốc ở đây, có căn hộ chung cư rồi, có xe đi rồi, một đứa con duy nhất thôi mà con nít bên này là nó được miễn phí tiền đi học nữa. Mà vợ ảnh cũng là người tốt nghiệp đại học thạc sĩ ra, cho nên là cũng đi làm kiếm tiền, nghĩa là kinh tế gia đình không phải khó khăn. Mà đối với ảnh như vậy là ảnh vẫn còn nghèo, anh không có dư, cho nên không bao giờ bố thí hết á, kêu bố thí cúng dường là quạo. Cô cũng có chỉ bạn cô đó đừng có ép làm vậy, kiểu như ảnh nói là giống như là các tôn giáo là hay là những người nghèo là đi bòn rút của ảnh mất công. Nhưng mà ảnh có cái kỹ năng không? Có, ảnh có chuyên môn là kế toán. Có những cái phần mà khai báo thuế hoặc là làm cái này làm cái kia mà liên quan đến nghiệp vụ kế toán, sư cô đâu biết làm đâu. Ảnh rất nhiệt tình giúp luôn. Không phải giúp mình sư cô, giúp cho mấy bạn xung quanh của vợ ảnh đó. Ảnh giúp rất là nhiệt tình. Đó cũng làm dạng bố thí vậy. Cô nói đó là bạn cô không phải hoan hỷ với cái đó, là ảnh đã gì bố thí cúng dường cái kỹ năng mình có được, cái chuyên môn nghiệp vụ mình có được, rất là cần thiết với bộ, đúng không? Cho nên ví dụ cha mình mà không có biết bỏ tiền ra, ví dụ cha mình biết sửa đèn, sửa đóm, sửa nước này kia kia nọ, biết làm mộc, làm gỗ, nên cái đó cũng giúp bà con lối xóm được gì, giúp ông bà cha mẹ được gì, hoặc là gia đình mình nấu gì ngon ngon rồi đem chia sẻ cho ông bà cha mẹ nội ngoại, bà con láng giềng, thì cái đó nó đỡ. Hoặc là mình mua sẵn đồ ở trong nhà gì đó đi, rồi dư cái rồi tự nhiên ông phát tâm cho, ông đỡ sót. Hay là ví dụ ông bà cha mẹ lỡ mất rồi thì khuyến khích cha là mua đồ cúng, đúng không? Cúng cho những người quá cố vậy đó, cũng từ từ ông mở cái lòng ông ra, tập cho ông mở cái lòng ra thì bớt cái nghiệp bủn xỉn. Ví dụ mà cũng biết để ý coi tâm lý, biết cha mình thương ai trong nhà. Thương cháu, có khi ghét con ghét vợ chứ lại thương cháu, đúng không? Nếu mà thương con thương cháu á, thì kêu cái đứa nhỏ đó nó giả bộ nó xin tiền, nó xin tiền từ từ, miễn là biết mở cái lòng ra cho là từ từ ha. Rồi lấy cái tiền đó, lấy cái tiền mà con cháu mà xin được đó đó, lấy cái tiền đó làm phước cho ông. Hoặc là trong gia đình mà muốn mà chuyển nghiệp cho cha mình thì phải đồng lòng nhất tâm, quy y tam bảo, giữ giới, làm phước, hồi hướng cái công đức này cho cha, rồi cha sẽ chuyển nghiệp từ từ ha. Chứ khó lắm, muốn một ngày một bữa không có phải được. Tập khí là nhiều đời nhiều kiếp đã huân tập rồi, bây giờ mình muốn người ta một ngày một bữa mà thay đổi nó không có đơn giản chút nào hết ha. Mình phải từ từ.